Chị Kinh Đâu Vui xin chào các bạn. Bạn ơi, video ngày hôm nay không dành cho những ai yếu tim đấy nhé. Ai mà yếu tim thì không nên xem. Cùng chị Kinh khám phá bí mật về một chủ đề cực kỳ đáng sợ. Đó là những thứ liên quan đến ma. Nghe đến đây thôi, đã có ai sợ chưa nè? Ai mà không sợ thì ở lại rồi like video cùng chị Kinh giải đố nhé. Bắt đầu thôi. Câu 1, thử thách tính mắt. Bạn có 10 giây để tìm ra con ma đang ẩn nấp ở bức ảnh này. Không có gì mà làm khó được độ tinh mắt của các bạn nhỏ gan dạ dũng cảm. Tinh mắt thì sẽ thấy ngay con ma ở đây nè mấy ông bà già ơi. Trả lời đúng thì like video ngay đi chứ còn gì nữa. Qua câu tiếp theo nào. Câu 2, để trừ tà thì dân gian dùng gì bạn nhỉ? Củ hành hay củ tỏi? Quá trời dễ đi mất thôi. Dù chưa có khoa học chứng minh là hiệu quả nhưng mà từ bé chị Kinh đã thấy ông bà dùng tỏi để trừ ma. Đặc biệt là lúc nào đi vào buổi tối và đi qua nghĩa trang thì đều có tỏi trong người. Có ai giống chị Kinh thì nhớ là like video nha. Câu 3, ma nào đáng sợ hơn? Ma đói, ma cà rồng hay ma da? Đã là ma thì ma nào mà chẳng sợ, sợ chạy mất dép, sợ tụt cả quần luôn. Chị thì chưa gặp ma bao giờ, chỉ nghe kể thôi mà đã thấy sợ hết hồn luôn rồi. Bạn comment xem bạn sợ ma nào nhất nhé. Câu 4, nhìn hình và đoán xem đây là ma gì? Sói tường thì đáp án là ma sói nha. Người ta nuôi ma sói trong một thời gian dài để canh giữ nhà. Theo truyền thuyết, ma sói có uy lực rất lớn. Nó có khả năng bẻ gãy cổ của người trưởng thành trong tích tắc. Khi ai đó tự ý bước vào nhà và chạm bất kỳ vào đồ vật nào của người bản xứ lúc vắng chủ, ma sói sẽ làm kẻ không mời đó chảo máu ra thất khiếu mà đứng chết luôn. U là trời, quá là sợ đi. Qua câu 5 thôi. Câu 5, theo bạn thì đây là ma gì nhỉ? Mà sợ thế, nhìn hình là thấy rùng rợn như thế nào rồi. Đây là ma lai. Theo chị biết thì đây là loại ma ghê rợn nhất nước ta. Theo quan niệm của một số dân tộc Tây Nguyên, ma lai là một con ma trên rừng, ban ngày thì giống người thường, đến tối thì cái đầu bay đi, kéo theo ruột gan phèo phổi để tìm ăn phân và nội tạng của người hoặc động vật. Ôi, nghe thôi mà đã thấy rợn cả người luôn rồi. Câu 6, cái nào đáng sợ hơn? Rồi đến câu này mà ai đang xem thì like video điểm danh đi. Tôi là tôi nể mấy bạn lắm luôn đó. Tôi là tôi biết mấy bạn không dám ra ngoài vào buổi tối nè. Haha, comment đi, bạn sợ cái nào hơn? Xem có giống chị Kính không nha. Nếu có rồi thì trả lời câu này đi, ma có hình dáng hay không? Theo các bạn thì sao? Nhớ comment xuống phần bình luận nhé. Chứ chị Kính tìm hiểu thì ma là một dạng linh hồn, tuy nhiên thì có ma từ dạng vô hình đến có hình bóng như là thể xác luôn. Câu 8, ai xem phim Vùng Đất Linh Hồn rồi thì chắc chắn sẽ đoán được đây là gì? Trong
trong phim thì nhìn hình vô diện cũng cù tè đấy chứ. Thế chị tin chắc sẽ có ít bạn biết đến sự thật về vô diện. Vô diện rất đáng yêu, nhưng do có mặt nạ đấy. Nó giống như ngoại hình của con người, nhưng không có mắt mũi miệng. Nó không có mặt, chỉ có một cái đầu mà thôi. Nếu nó không đeo mặt nạ thì chắc bạn sẽ khóc thét mất thôi. Câu 9. Halloween là ngày gì bạn nhỉ? Lễ hội hóa trang hay lễ hội ma quỷ? Chọn một trong hai đáp án trên không ta? Ừ thì cũng đúng đấy, nhưng mà cả A và B mới là đáp án đầy đủ nha. Có bạn nào từng được tham gia lễ hội hóa trang hắc bí ngô trên trường học chưa nhỉ? Khoe ngay đi nào. Câu 10. Halloween được tổ chức vào ngày nào? Những ai chưa biết thì ngày Halloween bắt đầu từ ngày 31 tháng 10, còn ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 11 là ngày tổ chức các lễ hội tiếp theo. Ai trả lời đúng thì đừng có mà quên like video và comment cho cái sự hiểu biết đáng nể này đấy nhé. Câu 11, hãy sắp xếp các chữ cái sau để thành tên của một loại ma nào. Rồi mà vẫn còn xem video của chị Kính làm về ma thì bạn quả là fan cứng của tôi rồi đấy. Các ma fan cứng nào sắp xếp được chữ cái này không nhỉ? Đáp án là cương thi. Bạn có biết cương thi nổi tiếng ở vùng văn hóa của quốc gia nào không? Tháng nào là tháng có nhiều ma bạn nhỉ? Lại bảo là không biết đi, đáp án là tháng 7, Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan để thả ma quỷ tứ phương ra ngoài. Uầy, chắc nghe xong thì cả tháng 7 âm lịch này bạn cũng không dám đi chơi ấy chứ nhỉ? Thế bạn đã biết những điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch chưa? Bạn biết gì thì chia sẻ cho chị biết với. Câu 13, thế còn đây là ma gì? Đây là một con ma được xem là đáng sợ nhất Việt Nam. Bạn có thấy như vậy không? Ai comment là tôi sợ ma gaming nhất thì mỗi khi bật ma gaming lên là lại phải nhảy thế kia. Ây da, tập trung vào chủ đề rùng rợn này đi. Đáp án là ma gà cơ mà. Bây giờ tao sẽ dùng máu của chúng mày để tế thần gà. Không lên. Câu 14, đây là hiện tượng gì? Gọi đây là hiện tượng bị bóng đè. Bóng đè có phải là do tâm linh không nhỉ? Và bóng đè có đáng sợ hay không? Khoa học cũng đã chứng minh là do rối loạn giấc ngủ, nhưng nếu hiện tượng này kéo dài thì sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe đấy nhé. Câu 15, để chị bật mí những bộ phim câu chuyện cho những ai to gan bằng trời đây, nhớ lưu lại để hè thi xong còn là chiến thần cày view đấy nhé. Phim Con Ma Thân Thiện, Công Ty Quái Vật, Vùng Đất Linh Hồn, Cuộc Hội Ngộ Kỳ Diệu, bạn đã xem chưa? U là trời, còn ai ở trước màn hình không ta? Thế thì like video cho cái sự can đảm này đi. Ma mà không sợ thì bạn xứng đáng là một anh hùng. Còn ai muốn chị làm về ma thì hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ chị nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.